Xin chào các bạn, trường Kaplan Singapore là một trong những trường tư thục tốt nhất và được yêu thích nhất tại Singapore. Học viện Kaplan thu hút vô số sinh viên đến đây học tập và trải nghiệm hàng năm. Tuy nhiên, để được theo học tại đây, các bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện đầu vào của trường. Trong đó, yêu cầu tiếng Anh là một trong những trở ngại khiến nhiều bạn trẻ chùn bước nhất. Vậy làm thế nào để du học Kaplan Singapore khi chưa đạt chuẩn tiếng Anh? Hôm nay, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé. Tiếng Anh không chỉ là điều kiện đầu vào của Kaplan mà còn là ngôn ngữ bạn cần phải có để giao tiếp hàng ngày tại Singapore. Để hòa nhập trong môi trường sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh thật không dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng khi trình độ tiếng Anh chưa vững, vì nếu như các bạn không có bằng IELTS, bạn có thể qua Singapore để học tiếng Anh. Các bạn có thể đăng ký học các khóa tiếng Anh từ ngắn hạn đến dài hạn tại trường Kaplan. Du học Kaplan Singapore, bạn chỉ cần vượt qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của trường. Sau đó, tùy theo kết quả, bạn sẽ được học khóa tiếng Anh đúng với trình độ của mình. Việc này nhằm giúp cho sinh viên củng cố được nền tảng tiếng Anh, cũng như giúp cho sinh viên tự tin giao tiếp trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh sau này khi vào học khóa chính. Đối với những bạn có mong muốn học tiếng Anh, có thể tham khảo chương trình tại Kaplan Singapore như sau. Chương trình tiếng Anh thương mại có 5 cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mỗi cấp độ là 2 tháng. Học phí 2.407.5 đô Singapore trên cấp độ. Đặc biệt, tại Kaplan Singapore có chương trình đào tạo tiếng Anh ngắn hạn mới, thời gian học 3 tuần, 1 tháng hoặc 2 tháng, tùy theo các bạn học sinh lựa chọn. Sinh viên có thể đăng ký chọn khóa hoặc đăng ký từng level khi học tại trường. Học phí là 1.070 đô Singapore, yêu cầu từ 15 tuổi, phí ghi danh là 74.9 đô Singapore. Chương trình tiếng Anh ngắn hạn tại Kaplan Singapore được thiết kế linh hoạt dành cho học sinh sinh viên quốc tế. Các giáo viên của Kaplan sẽ mang đến cho bạn những giờ học rất hữu ích và hấp dẫn, tạo điều kiện cho các bạn học sinh cải thiện vốn tiếng Anh trong thời gian ngắn và nâng cao các kỹ năng một cách hiệu quả nhất. Tuần tham vấn du học Singapore tại Học viện Kaplan, du học không cần chứng chỉ tiếng Anh IELTS đầu vào và dễ dàng nhận bằng từ các trường đại học uy tín Anh, Úc và Ireland. Thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1 năm 2018, sáng 9 giờ đến 11 giờ và chiều là từ 15 giờ đến 17 giờ, địa điểm văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký với số điện thoại 028-3848-4879, 028-3838-2080. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 028-3848-4879. Tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.